Thì đầu tiên thì anh em muốn lắp nó thì anh em xoáy quạt này ra. Đấy, anh em xoáy quạt ra thì nó sẽ như này. Quạt anh em tạm cất đi. Đấy, sau đấy là anh em lắp cái phần chói đèn và chiếc led lên pha trước. Đó, anh em lưu ý này. Đây mình chỉ luôn cho anh em hai con ốc ở bên này này. Đây là hai con ốc này, hai con ốc trắng này. Đó, chính là hai con ốc chỉnh độ nghiêng. Và trong cái mã M01H này thì là mỗi một đơn hàng mình có đều tặng cho anh em là một cái túi ốc gồm có ba con ốc nhỏ để anh em gắn vào ba chấu này, để anh em chỉnh cái độ cao thấp của pha đó và cái độ lệch của pha bên trái bên phải và chỉnh độ cao thấp thì nó chỉnh bằng ba con ốc này anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vào, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh. Chứ không nhiều anh em là mua về là không biết cách chỉnh thì thực sự là nó đã quá là đáng tiếc. Ok, đó anh em chỉ cần gắn ba cái chấu vào thôi, gắn ba cái chấu vào xong bắt đầu là anh em chỉnh được rồi, là anh em lắp được rồi, nó rất là dễ thôi, không có gì cả. Ok nhá. Đó, bây giờ anh em đừng có xoáy quạt vào vội, anh em cứ cắm điện đã. Ok, anh em thấy nó nghiêng không ạ? Anh em thấy nó nghiêng không ạ? Nó nghiêng thì anh em nới hai con ốc hai bên này ra. Đấy, xong anh em nới hai con ốc đấy là anh em sẽ xoay được cái củ này. Đó, anh em thấy không? Anh em xoay nó thẳng nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh xoay nó thẳng, sau đấy là mình siết ốc vào. Đầu tiên anh em chỉnh độ cân bằng cho nó đã, chỉnh độ cân bằng đã. Đấy, đèn nào thì nó phải chỉnh. Anh em phải có một sự một anh em phải có một tí gọi là tìm tòi học hỏi một tí nhá. Đó, anh em phải tự chỉnh thôi. Đấy, sau khi anh em chỉnh độ cân bằng nó thẳng rồi thì anh em xoáy vào. Anh em xoáy thì xoáy vào. Đấy, xoáy vào. Thì bây giờ anh em bật pha. Đấy, anh em thấy không ạ? Anh em thấy không ạ? Ví dụ như là mình chỉnh như này, nhưng anh em thấy đây mình chỉnh cố tình mình chỉnh cho nó lệch sang một bên đi. Đấy, anh em thấy nó chỉnh nó vẹo sang một bên không? Đúng ra là nó phải thẳng giữa cái đường cắt, đúng cái đường cắt chữ Z chưa? Đấy, cái đường cắt chữ Z ấy, đấy, nó phải thẳng vào đấy mới là chuẩn nhá. Thì anh em điều chỉnh ba lốc này thôi, để anh em xoáy lốc này vào để cho nó sang bên phải một tí. Đấy, sang bên phải rồi này. Sang phải này là thẳng rồi. Bây giờ ví dụ mình muốn cao hay thấp thì pha cao đúng không? Pha cao mình thử nới ra xem nó như nào. Đấy, nới ra thì là cao này. Đấy, xoáy vào này. Xoáy vào là thì là nó xuống này, nhưng chỉnh như mình là chuẩn đấy nhá. Nó vào đúng cái đường cắt chữ Z đấy là chuẩn nhá anh em nhá. Anh em thấy không? Rất là dễ chỉnh luôn. Nó có hai con ốc chỉnh đúng nghiêng và ba con ốc để chỉnh pha cao thấp trái phải đều chỉnh được hết. Ok không anh em? Đây này, cốt này, pha này, nó vào đúng tâm như này là chuẩn nhá. Đó, đúng tâm như này là chuẩn này. Ok chưa anh em? Đó, sau đấy là anh em xoáy quạt vào thôi. Ok không ạ?